Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam xã Vinh Quang, đại diện cho hơn 400 cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh của xã lên thắp tuần hương vĩnh biệt người đồng chí, người đồng đội của mình đã mãi mãi đi xa. Xin trân trọng kính mời. Để tưởng nhớ tới vong linh người đã khuất, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể nhân dân dành cho người đã khuất phút mặc niệm. Bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các hội đoàn thể vào trong tập trung chuyển linh cữu của cụ lên xe tang và giả hành tang đã đến lại hành tang cử hành. Đây là giờ này trên con đường quen thuộc hàng đời của quê hương, bánh xe tang sẽ từ từ đi lại trên cuối trần, có một tình yêu vô hạn cho vợ con anh em cô bác họ hàng. Đến đèn đến trống sập rừng đến ổn đẹp đến bọc và tôi nữ dẫn thăm tối là hỏi để bây giờ trong nhớ hàng thương và tôi xin nắm tạo gần hai vai đất lặng ra chốt đường dài là người thank you.
Yeah.